đó, đó con này bự nè. Trời ơi, trời ơi. Còn bự hơn cái máy nữa. Nên hai anh em mình lại tiếp tục đi câu cá mang rổ nữa. Thằng em mình nó đang luôn rồi kia. Bữa nay mình xin lên cái nhờ cái đò của chú Bảy hay chở mình đi Mỹ Lợi á. Nãy giờ mình cũng làm được mấy con rồi, mình bỏ trong thùng mình kia. Giờ mấy anh em mình sẽ đánh về hướng dưới đó đó. Nãy cá mình đánh nó lợi quá trời luôn. Rồi. Chảy luôn. Nặng quá. Ra ngoài. Ôi nặng quá. Nãy tụi con đánh cái dòng từ trong tay chánh dòng đi câu cá dừa mà nó nước ra rồi. Rồi. Vô thấy nước ra luôn. Mở con câu được con gần 300 gram. Cá này nè. Làm ly chia luôn.
chứ mấy cá bự cái giật này chắc à. Ngộ à. Vậy chứ láng ăn nữa hả? À. Rồi rồi. Trời ơi luôn. Chắc ba bắt một quá. Không có bắt luôn. Đó ba bắt một. Trời ơi. Nó nhỏ không à. Trời ơi. Cái này hai dục luôn à. Trăm gram á, con này có 100 gram. Nãy giờ hai anh em mình câu cái hướng trong đó đó, cái hướng mé mình tay mình chỉ toàn là cá nhỏ thôi, hết cá bự rồi, nãy được vài con cá bự, bây giờ anh em mình sẽ chuyển ra đánh ngoài phía ngoài, ở phía ngoài này nè. Ở phía ngoài đó, phía ngoài khu Lục Bình này nè, thì có cá lớn, nãy giờ câu được cũng được mấy con rồi. Còn mé trong này cá nhiều lắm, thải cái là nó chạy nó dí mồi luôn á, mà toàn là cá nhỏ không. Nãy giờ cũng được cái mới trong này. Cái xô mồi để đây nè. Bây giờ thấy nó quá trời trong này luôn. Dế nha. Con này quá trời bự. Như tàu kéo luôn. Đây đây mở cho. Ghê thiệt chứ. Còn bự hơn cái máy nữa. Bự hơn cái máy luôn. Chụp đây cho em. Rồi. Quá khủng. Đó 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 đó. Đó. Trời ơi. Đẩy luôn. À, ở đây dính chừng quá. Trời luôn, cá toàn là cá nhỏ rỉa ráo mồi à. Vừa quăng ra là cá mồi, cá nhỏ dễ sạch sạch tưng luôn, ghê thiệt. Mấy cá này ghê thiệt, có dữ có dữ. Cá nhỏ lại rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nó này nó xíu. Trời, cá phải chán không? Con khang này được con mình nè. Trời ơi, chán thật chứ. Không chịu sức luôn. Quá trời. Ê, 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 chết, chết. Chết, chết. Được hai con bự cái nín luôn rồi. Đó.
sẻ con bự là lâu lắm mới có được con bự nữa ăn. Đó, đó, con này bự nè. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Liên tục. Nha cha thằng ối thật chứ. Sấy con bự dính con vậy nè. Còn con Khang có bắt con cá bự nè. Không được bự lắm. Vừa. Trời ơi, con cá nó ăn chán thì chứ. Trời ơi. Quá ngọt luôn. Cá bự lại mà cá nhỏ ăn mới ghê chứ. Nè. Chán. Ê xuống, ê xuống. chạy ra. Trời ơi. Mày. Còn tán nhưng mà cái nữa nè. Anh thay cái lưỡi khác nè. Chút xíu nữa đứt lưỡi là làng. Nó ăn nó nhầm cái lưỡi nè. Cái ghê thiệt chứ. Gần hết dế rồi, lát đổi trùng. Tiếu thật chứ. Đó, con này bự nè, trời ơi. Cũng không bự lắm. Lạng ghê. Đúng hàng bự đó luôn. Cái hướng ngoài đó nãy giờ nhiều ha. Trời ơi, cá nhỏ không ơi. Ôi, chỗ đó cá nhỏ không Khang ơi. Để xuống rồi nó dĩa cái phật. Trời ơi. Nhỏ xíu à. Nhỏ xíu mà lặn hơi ghê thì chứ. Ê, cũng tạm.
cái này chắc phải lấy chồng nữa. Quá trời là trời ơi nuốt luôn rồi. Hết rồi luôn, lịch sử rồi. Giờ mấy anh em mình dọn đồ đi về mọi người ơi. Câu nãy giờ chưa quá nắng chuối rồi. Anh em mình nó đang dọn đồ đi về. Mình cũng vừa xong luôn. Câu hết mồi luôn mọi người. Hết mồi luôn mà được như đầy cá nè. Rồi được như đầy cá nè. Cũng khá là ổn luôn. Cá bự bự không nha mọi người, cá lợt này là cá lựa không á, quá trời luôn, cá lựa. Con nào nấy bự không, chứ không phải như đợt rồi câu cá bự có cái nhỏ có, còn đợt này là cá bự không luôn. Con nào nấy thấy kiếp hồn cái tụng đi. Này, cá vô vỏ. Không có một hai con nhỏ đi. Nên bây giờ mấy anh em mình phải đi qua mấy chiếc truyền qua mấy chiếc xe ghe này để đi lên bờ, cũng hơi khó khăn tí. Đó, bay qua đây, đi qua đây. Chui vô đây. Đi lên đây, trời cái... nó đen à, cặp giò nó đen mà khủng khiếp luôn. Rồi, đi vô. Hai thằng chưa nắng, xe mình thì để trên kia. Bây giờ hai anh em mình đi về đi nha mọi người. Bây giờ mình cũng kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nó nghe mình đó, giờ nó bịt kín đầu kín đuôi luôn. Này số cá của mình nè. Mình lên trên nè. Bên đây còn một hai con dế. Ok nó đi.